Hello mọi người, xin chào. Bây giờ chị em tớ sẽ giới thiệu với các bạn về một loại cây. Cây cẩm nhung nha các bạn. Cây cẩm nhung màu sáng. Cây cẩm nhung này ấy, thì ngoài có tên gọi là cây cẩm nhung thì nó còn có một tên gọi khác, đó chính là cây may mắn. Nó thuộc loại cây thân thảo dễ chùm và có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Cây cẩm nhung thì ưa chuộng những nơi mát mẻ này, ưa bóng và sinh trưởng khá là tốt. Cây cẩm nhung này thì có rất là nhiều màu sắc và hầu như đều là có những màu sắc tươi sáng và không đòi hỏi chăm sóc quá nhiều nên được ưa chuộng. Mọi người để ở các bàn làm việc, ở cửa sổ bàn học hay để trang trí trong các quán cà phê. Và loài này thì nó có nhiều phần trắng thuộc loại lá kép và lá nhỏ, mọc san sát tiền lá nhãn. Vì vậy cẩm nhung này nó có một sức hút rất là lạ, ai cũng thích ngắm và ngửi cẩm nhung. Tùy theo màu sắc quả lá mà thân cây lại có màu đỏ hoặc xanh lá. Đây bên em còn có thêm là màu đỏ, màu này là màu hồng, màu hồng pha với xanh, xanh. Còn có thêm cả màu xanh và màu trắng. Về loài này thì tùy màu mà lá nó khác nhau. Về loài này thì có màu hồng, lá nó sẽ nhỏ và có phần viền về bên ngoài nhăn hơn. Về loài màu xanh thì lá tròn giống với cái loại màu hồng như thế này. Ngoài những màu sắc này ra thì cẩm nhung này nó còn có thêm một cái màu xanh pha nâu như thế này, cũng có viền màu đỏ. Cảm ơn chị. Nghĩa là ừ. Cây cẩm nhung này thì tượng trưng cho một tình bạn thật là bền vững này, và luôn được quan tâm chia sẻ những điều trong cuộc sống, trong tình yêu này. Cẩm nhung thì biểu hiện biểu tượng cho cái tình yêu thuần khiết trong sáng. Đồng thời thì cây cẩm nhung này còn mang lại cái điều may mắn để cho bạn trở nó nên tràn đầy niềm tin này, lạc quan trước những khó khăn thử thách. Chính vì thế mà ý nghĩa của nó vô cùng là sâu sắc. Sâu sắc đó của cây nên là cẩm nhung thường được lấy về để làm quà tặng cho bạn bè và cho người yêu đó. Ngoài ra thì cây cẩm nhung này có nhiều gân lá nhìn giống như là tiền đô la màu xanh, và gân lá chạy theo xuyên suốt qua cuống lá xuống từ ngọn đến từ ngọn cái cuống lá này nó chạy từ ngọn xuống luôn á. Nó mang cái ý nghĩa là về sự thông thái, về trí tuệ này. Khi sở hữu một cây cẩm nhung như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta gặp nhiều may mắn và thăng tiến trong sự nghiệp, tài lộc. Ngoài ra thì dựa theo nghiên cứu của Đại học Harvard thì màu xanh của lá cẩm nhung sẽ giúp cho tăng trí nhớ đến 20%. Bên cạnh về vẻ đẹp và ý nghĩa về tình yêu và sự nghiệp thì cây cẩm nhung này còn hợp với rất là nhiều mệnh. Nó là mệnh hỏa, vì trong phong thủy màu đỏ là hợp với mệnh hỏa, sẽ giúp cho người mệnh hỏa kiềm chế được cảm xúc và những hành động cảm tính để cải thiện các mối quan hệ trong cuộc sống. Thì cây cẩm nhung xanh này thì hợp với người mệnh mộc nhá. Vì màu xanh của cái cẩm nhung này là màu của mệnh mộc. Cẩm nhung xanh sẽ giúp cho người mệnh mộc gặt hái được nhiều thành công và thăng tiến trong sự nghiệp và trong cuộc sống nhá. Trên thực tế thì cẩm nhung sẽ giúp cho mọi người chữa được nhiều bệnh trầm cảm, vì cẩm nhung nó mang lại cho nguồn năng lượng tích cực này, giúp chúng ta giảm bớt được những áp lực và luôn có tinh thần thoải mái. Ngoài ra khi bạn đặt bên các bàn làm việc bên cạnh máy tính, các thiết bị điện tử thì nó sẽ hút được các tia điện từ và giúp cho bạn hạn chế được những tia điện tử rất tốt gây ra những bệnh về mắt và da.
Ngoài ra ấy, thì còn Cẩm Nhung còn có hình dáng xinh xắn nên là thường rất được ưa chuộng để trang trí ở bàn làm việc, cửa sổ, văn phòng, decor các quán cà phê. Nó sẽ tạo cho bạn một không gian sống tươi đẹp và thoải mái hơn rất là nhiều. Còn về cách trồng và cách chăm sóc của cây cẩm nhung này thì chúng mình cũng chia sẻ với các bạn là về cách trồng á. Đầu tiên thì chúng ta cần phải chuẩn bị một loại đất mà nó trộn với cả phân vi sinh và mùn than, mùn lá gì đó để có thể cung cấp được đủ được cung cấp đầy đủ được cái dinh dưỡng này, độ ẩm cho cây. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành trồng bằng các phương pháp là gieo hạt. Thì đầu tiên thì bạn sẽ ngâm hạt trong nước ấm, sau đó thì rắc hạt xuống đất và phủ một lớp đất mỏng lên để giữ độ ẩm giúp cho cây nảy mầm, và sau khoảng 2-3 tuần thì cây sẽ nảy mầm lên. Về cách chăm sóc thì cái cây cẩm nhung này dễ chăm sóc khá là dễ dàng và không tốn nhiều thời gian, thì dưới đây sẽ là một số cái gợi ý mà mình sẽ chia sẻ với các bạn để chúng ta có thể chăm sóc được cái cây cẩm nhung này. Về đất và ánh sáng, nhiệt độ và phân bón cho cây thôi. Và đất thì chỉ cần làm cái đất hỗn hợp thôi, để giống kiểu làm phân vi sinh, than mùn để cho cây nó phát triển tốt ấy. Về ánh sáng thì tránh ánh nắng trực tiếp quá, và chúng ta sẽ để cây ở ngoài nắng tầm buổi sáng mình sẽ ra phơi nắng tầm 2 lần, khoảng 7 giờ đến 10 giờ. Trong cái khung giờ đấy mà mình sẽ để cây ra phơi nắng ở ngoài để cho cây nó hấp thụ được cái chất đó, gọi gì ạ? Cái ánh sáng á, để hấp thụ để cho cây nó xanh tốt hơn. Về nhiệt độ thì cái cây này thì nó có thể phát triển rất là tốt ở nhiệt độ tầm 18 đến 30 độ. Và không nóng quá mà cũng không lạnh quá, ở cái trung bình, nhiệt độ trung bình như thế thì cây sẽ phát triển rất là tốt. Về giá thành của cây này thì nó cũng có một giá rất là phải chăng. Về loại bé như thế này thì giá thì sẽ dao động từ 35 đến 50 ngàn. Mọi người có thể mua về để trang trí trong phòng mình. Nếu mọi người thích thì hãy đến showroom Cây Đời và để lại địa chỉ thì bọn em có thể biết thêm thông tin. Mọi người cũng có thể đến tại shop để có thể khám phá và tham khảo về loài cây này nhiều hơn. Bye bye. Bye bye mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của hai chị em tớ nha.